chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 31 tháng 5 năm 2023, nguồn cung hạn chế, giá cá các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng nhẹ. Theo đó, giá cá tra tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ ổn định. Cá tra thịt đang neo ở mức 26.500 đến 28.500 đồng 1 kg. Cá tra giống loại 30-35 con giá nhích nhẹ từ 27.500 đến 28.500 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh giá tăng nhẹ. Cụ thể loại cá thịt có giá từ 46.000 đến 48.000 đồng 1 kg. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 290 đến 320 đồng. Ít thịt tại khu vực Đồng Tháp, An Giang có giá giảm. Giá ít thịt hiện có giá từ 35 đến 37.000 đồng 1 kg. Giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 300 đến 320 đồng 1 con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang xu hướng tăng. Loại cá thịt 600g có giá từ 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cá giống giá dao động từ 22 đến 26.000 đồng. Tuần qua, giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại Đồng Tháp đang tăng mạnh từ 39.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Cũng tại Đồng Tháp, giá cá rô phi ổn định từ 32 đến 35.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 kg có giá từ 32.000 đến 34.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang đang có giá tăng nhẹ từ 67 đến 69.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Sau thời gian giảm sâu, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đang trên đà phục hồi. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con lớn có giá 197.000 đồng 1 kg, size 20 con nhỏ giá 195.000 đồng 1 kg, size 25 con lớn có giá 142.000 đồng 1 kg, size 25 con nhỏ đang có giá 137.000 đồng 1 kg, size 30 con lớn giá 114.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ có giá 112.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang có giá 100.000 đồng 1 kg. Size 50 con lớn giá 93.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 82.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.